Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Quỳnh Phạm. Thì đầu tiên là cái nguyên nhân gây u cục thì chúng ta có thể thấy là các cái khối u thì có thể phân chia một cách sơ bộ ra hai nhóm khác nhau, nhóm lành tính và nhóm ác tính. Thì thông thường thì kể cả là lành tính hay ác tính thì đều có cái sự phân chia tế bào nó quá mức và quá cái yêu cầu cần thiết của cơ thể, thì từ đó thì sẽ hình thành nên các khối u. Chúng ta có thể hình dung một cách sơ bộ là cơ thể con người chúng ta thì có luôn luôn có cái quá trình các cái tế bào cũ sẽ bị chết đi theo chương trình, và tế bào mới thì sẽ phát triển để thay thế những tế bào cũ chết đi. Thì toàn bộ cái quá trình này thì được điều khiển và kiểm soát bởi những cái quy trình tế bào, những quy trình sinh học phân tử hết sức là chặt chẽ và phức tạp. Thế tuy nhiên, cùng với thời gian thì cái quá trình này nếu mà có một cái lỗi nào đó thì có thể dẫn đến cái tình trạng là các cái tế bào mà sinh ra thì nhiều hơn các cái tế bào mất đi, và cái hiện tượng này thì nó bị mất kiểm soát, thì từ đó sẽ hình thành các cái khối u. Tất nhiên là khối u lành tính và khối u ác tính thì nó sẽ có những cái đặc điểm nó khác nhau về cơ bản. Ví dụ như là các khối u ác tính thì thường là sẽ có xâm lấn ra các cái cơ quan xung quanh, phá hủy các cơ quan xung quanh và di căn xa đến các cái nơi khác. Đấy, từ đó thì gây ra những tác động hủy hoại cơ thể. Thế còn trong đa số trường hợp các cái khối u lành tính thì chúng ta cũng phải xem xét cái chỉ định phẫu thuật ở một cái thời điểm thích hợp. Thế còn những cái khối u ác tính thì rõ ràng là chúng ta phải có cái chiến lược điều trị tổng thể để mà chúng ta có thể kiểm soát cái khối u đấy một cách sớm và triệt để nhất. Thì đối với u ác tính của vú hay còn gọi là ung thư vú thì phẫu thuật cũng là một trong những cái biện pháp quan trọng nhất, bên cạnh hóa chất và tia xạ cũng như là nội tiết để mà kiểm soát cái khối u ác tính của tuyến vú. Thì cái sẹo để tiến hành trong cái cuộc mổ này thì sẽ tùy theo từng cái tình huống, ví dụ như là các cái yếu tố khối u nó có to hay không, cái vị trí của khối u nó như thế nào, thế rồi là nhiều khi là cái kích cỡ, cái độ xa trễ của tuyến vú từng người khác nhau thì cũng sẽ là những cái biến số mà nó ảnh hưởng đến cái sẹo mổ. Đấy. Thì trong phẫu thuật ung thư vú thì chúng tôi cũng sẽ phải tổng hợp tất cả các cái yếu tố liên quan để mà chúng tôi đưa đến một cái phương án, một cái đường rạch làm sao nó thuận lợi, nó tối ưu nhất. Thế và trong cái phóng sự mà ở đầu chương trình thì chúng ta thấy là gần đây thì chúng tôi cũng đã có cái phẫu thuật nội soi, thì đấy cũng là một cái phẫu thuật mà chúng ta giảm thiểu tối đa các cái sẹo mổ có thể gây đến cái hiện tượng mất thẩm mỹ cho người bệnh. Thế và cái vấn đề cuối cùng là cái tỷ lệ tái phát. Thì đối với ung thư vú thì tất cả cái sự phối hợp giữa các cái kíp bác sĩ khác nhau như phẫu thuật, nội khoa và xạ trị thì hướng đến cái mục tiêu là kiểm soát tối đa cái khả năng tái phát của người bệnh được điều trị. Thế và đối với mỗi người bệnh thì các cái loại ung thư vú khác nhau, thì các cái thể bệnh khác nhau thì cũng có cái khả năng và cái tỷ lệ tái phát khác nhau. Và chúng ta cũng sẽ không thể có một cái câu trả lời nó đúng cho tất cả các trường hợp về cái tỷ lệ cũng như là cái thời gian tái phát được. Đấy, thì tất nhiên là khi mà mỗi người bệnh đến với chúng tôi thì chúng tôi sẽ thăm khám, chúng tôi sẽ rà soát hồ sơ và xem xét tất cả các xét nghiệm về sinh học phân tử, giải phẫu bệnh cũng như là chẩn đoán hình ảnh để mà đưa ra một cái con số ước lượng nó tương đối phù hợp nhất cho từng người bệnh. Thì chúng tôi xin nhắc ở đây là với mỗi người bệnh thì các bác sĩ sẽ có cái thăm khám, đánh giá và tư vấn để đưa ra những cái con số cho từng người bệnh, chứ không thể có một cái mẫu số chung cho tất cả mọi người. Cái mẫu số chung ở đây thì chúng tôi có thể khẳng định là các tập thể bác sĩ từ ngoại khoa, nội khoa, xạ trị đến chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh
sẽ làm việc với nhau một cách hết sức là chặt chẽ và hiệu quả để mà chúng ta đưa cái tỷ lệ tái phát xuống thấp nhất có thể.